Hello, xin chào anh em. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí quyết để có thể vệ sinh những cái máy móc nó dơ như thế này và mới lại luôn bằng một cái sản phẩm mà rất là hot trong thời gian gần đây. Nếu anh em có xem livestream thường xuyên thì anh em sẽ biết đến sản phẩm này. Đó là dung dịch vệ sinh Super Cleaner thương hiệu Silicone, hàng của Ý. Chai này quá đã luôn á anh em nha. Và anh em hãy xem hết cái video này, mình sẽ biểu diễn cho anh em cái khả năng làm sạch của nó, cho vệ sinh máy móc và cho cả kim loại luôn. Rồi, thì đây là cái dòng sản phẩm đến từ Ý và sản xuất tại Ý, nhập khẩu 100% và giá bên mình bán đã bao gồm thuế VAT. Sản phẩm này được sinh ra phục vụ cho ngành may. Trong ngành may mặc thì anh em biết là những cái bàn máy may đó, người ta sẽ thường xuyên phải chai mỡ, chai dầu. Dầu để làm trơn cho mấy cái ống chỉ, hoặc là dầu để làm trơn cho những cái chi tiết máy, tại vì nó hoạt động rất là nhiều. Thì khi mà mình bôi trơn, khó tránh khỏi là dầu nhớt nó sẽ có thể văng ra những cái bàn làm việc, dẫn đến là khi mà mình để cái đồ hoàn thiện lên nó lại dính nhớt, dính dầu, mất công cho việc xử lý và giảm ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Thì cái sản phẩm này sinh ra để vệ sinh dầu mỡ rất là tốt. Dầu mỡ nha, dầu bao gồm cả dầu thực vật và cả dầu dầu hỏa, tức là dầu nhớt rồi đó, nó vệ sinh cực kỳ ok luôn. Và ngay cả dầu ăn khi mà anh em dùng để vệ sinh bếp nó cũng rất là ok. Vì sao? Vì mình xài rồi và rất nhiều khách hàng đã xài và trải nghiệm sản phẩm này y như mình nói luôn nha anh em nha, rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem với hai cái sản phẩm. Đầu tiên là mình sẽ lên cho em trước là cái cây inox này. Inox này thì nó chỉ dơ thôi, thì bây giờ mình sẽ lau. Còn nếu mà dầu mỡ á thì cũng chuyện nhỏ luôn nha anh em nha. Anh em đợi một chút nè. Rồi, đây là cái cây inox của mình. Thì anh em thấy nó sẽ bị ố ố, nó không có được đẹp lắm. Thì mình sẽ dùng cái chai này để mình lau sạch. Nếu mà anh em dùng cái chai này để anh em lau những bề mặt nhôm hoặc là inox như thế này, nó rất là hiệu quả luôn nha anh em, nó rất là hiệu quả luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em cách sử dụng nha. Thì cái chai này nó rất là dễ xài. Anh em thấy nó sẽ có cái nắp. Ở đây thì anh em sẽ vặn là on và off. Thì anh em chỉ cần xoay qua thôi. Đó, anh em xoay qua. Ví dụ này đang hiện cái nút on là lúc đó anh em xịt được. Còn khi nó thể hiện cái nút off là lúc đó anh em không có xịt được nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng bằng cách là anh em sẽ xịt lên cái cây này. Đó. Thì cái dung dịch này nó đạt cái tiêu chuẩn Green Light. Green Light là tiêu chuẩn gì? Green Light là cái tiêu chuẩn thân thiện với môi trường anh em ha. Cái sản phẩm này nó thân thiện với môi trường và khi mình sử dụng thì nó cũng thân thiện với da tay của mình luôn. Thì để mà cái này hiệu quả nhất thì anh em nên kết hợp với những cái cây bằng chải như thế này, có thể là bằng kim loại hoặc là bằng nhựa, tùy vào cái sản phẩm anh em sẽ vệ sinh là gì. Nếu mà anh em vệ sinh bằng kim loại, anh em có thể dùng cái bàn chải kim loại. Trong khi cái này thì tại vì nó không có quá bị dơ nè, nên là mình sử dụng một cái bàn chải, đó là bàn chải bằng nhựa ha. Rồi, những cái chi tiết mà nó hơi xét xét nhẹ như thế này, ở đây anh em sẽ thấy nó bị xét thì anh em cũng có thể dùng cái này mình kéo cái phần dung dịch qua để tiết kiệm. Nó cũng có thể giúp cho anh em làm sạch cái phần đó và những cái phần ố, là tôi nói anh em là cực kỳ tuyệt vời. Những cái phần hơi rỉ sét thì anh em, ví dụ cái rỉ sét mấy đá nằm sâu thì anh em sẽ không thể nào mà giải quyết nó được hết nha anh em. Sét là mình chỉ có nước là mình chà nhám hoặc là mình mài nó ra thôi. Rồi, bây giờ anh em sẽ cùng nhau nhìn cái thành quả của mình nè. Đây, mình sẽ lau một cái là anh em sẽ thấy được cái kết quả liền ha. Đây. Đó, anh em thấy không? Quá trời bóng bẩy luôn. Quá trời bóng bẩy luôn. Bây giờ anh em nhìn cận cảnh nè. Đó. Đây. Thấy không? Quá xuất sắc. Đây là cái mặt chưa lau này nha. Anh em thấy nó dơ không? Đó, còn đây nè. Đó. Rất là sạch luôn anh em, rất là sạch.
rất là sạch và rất là hiệu quả luôn. Đó, tôi lau lại lần nữa nè. Đó, anh em thấy không? Cái này anh em chỉ cần làm như vậy thôi là nó ok nè. Đây, những cái mặt chưa lau nè, anh em thấy mặt chưa lau nè. Nó không thể nào đạt cái trạng thái. Bây giờ anh em lấy cái này anh em lau nha. Anh em có lấy một cái khăn bình thường anh em lau khô, hay là anh em đổ nước vô, hay là xà bông, hay là dầu nhớt, nó không thể nào đạt cái trạng thái này được. Tại vì anh em biết vì sao không? Thí dụ anh em làm dầu nhớt đi, hay là chai RB7, hay là những dung dịch tẩy rửa sét á, những cái loại đó nó có axit. Khi anh em xịt lên mặt kim loại này anh em lau, có thể là nó sạch đó, nhưng qua ngày hôm sau, qua hôm kia là anh em sẽ thấy nó sẽ bị sét lại rất là nhanh. Còn sản phẩm này không có tính axit nha, không có tính axit, nên khi mà nó lau sạch rồi anh em sẽ thấy là nó sẽ giữ được cái bề mặt của mình trong một khoảng thời gian rất là dài luôn. Nó đẹp anh em à, thậm chí là những cái vết rỉ sét hồi nãy á, gần á, là thậm chí là nó cũng có thể tẩy nhẹ luôn à, cái này là anh em thấy là khi mà mình lấy cái tay mình chà chà lên á, mình thấy nó cộm cộm, thì cái vết đó anh em phải lấy một cái sủi, anh em sủi nó ra thì nó mới đạt cái trạng thái tốt nhất. Còn khi anh em sử dụng một cái bàn chải này thì nó đang tẩy sạch những cái vết ố và bụi thôi. Rồi, để biểu diễn cho anh em là một lần nữa thì mình cũng sẽ tiếp tục lau cho anh em hai cái mặt kia. Đây, ví dụ như anh em dùng cái khăn này, anh em khao không nha. Tôi cá với anh em là không bao giờ nó sạch được. À, anh em lấy cái bàn chải anh em đánh cũng như vậy luôn. Bàn chải này là có dính silicone gì đó, nhưng mà nó chưa có đủ cái độ. Thì mình sẽ biểu diễn cho anh em lần nữa nha. Đầu tiên là anh em xịt vào. Anh em không cần xịt quá nhiều luôn nha. Một chai như vậy là 750ml lận. Anh em xài rất là lâu. Đó. Mình kéo cái phần nó ra. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái đoạn này, biểu diễn cho anh em so sánh với cái đoạn trước ha. Đó. Anh em lau bằng cái khăn lên thì nó cũng sạch rồi, nhưng mà nó chưa đạt được cái trạng thái hoàn thiện tốt nhất. Anh em cứ chịu khó lấy một cái bàn chải, anh em đánh như thế này, là đảm bảo với anh em luôn là mình vừa tiết kiệm được cái dung dịch này mà cái độ hiệu quả nó rất là cao. Đây. Đó. Đây em coi cái mặt nè. Thấy chưa? Quá trời bóng luôn. Bóng đẹp, xuất sắc luôn. Đó. Còn đây, cái mặt này chưa lau nè. Anh em thấy không? Cái vết ố nó hiện thị lên không? Rất là rõ ràng luôn. Bây giờ mình lau một cái nữa. Đây, cái mặt này lau rồi đúng không? Khi anh em cầm lên là có thể có vết vân tay nha. Cái này lau vết vân tay cũng rất là ok. Anh em mà những cái kim loại nó hay bị dính cái vết vân tay, đặc biệt là những cái kim loại xịn á, hoặc là những đồ nghề mà xịn á, cờ lê mỏ lết mà nó mạ cờ rơm đó anh em, hoặc là những dòng mà thép không rỉ á, nó sẽ rất là hay bị bám vân tay. Và chính cái chỗ bám vân tay đó sẽ là cái nơi mà cái rỉ sét nó sẽ sinh ra. Nó có thể bám mồ hôi hoặc là bám cái chất axit, tại vì mồ hôi mình nó có muối đó anh em. Nó là khi mà anh em chạm vào á, sở dĩ tại sao mình chạm vào những cái đồ của mình mà có mồ hôi mà nó lại hay bị rỉ sét, vì mồ hôi mình có muối ha, cơ thể mình có muối mà. Khi mà anh em đổ mồ hôi ra, anh em nếm mồ hôi anh em thấy mặn không? Đó, nó là muối ha. Đó, bây giờ mình phải liên tục bổ sung muối, mình ăn muối để mình bổ sung cơ thể mình vậy đó, tại vì nó thoát ra đường mồ hôi và nó cả thoát ra đường cả nước tiểu nữa. Đó, đây. Đây, mình sẽ lau cho anh em xem. Đó. Nói với anh em là lau xong là chỉ nước là nhìn là lé mắt. Lé mắt. Đó. Đây. Đó nha. Cái này là mình xịt rất là ít luôn, mình tiết kiệm mình xịt rất là ít. À, để chi? Để nó không có bị dư. Đồ xịn mà mình xài từ từ thôi, với lại cũng không cần xịt quá nhiều anh em. Tuyệt vời nha. Kim loại là nó ngay là xuất sắc luôn. Nó là anh em đang có kìm kéo hay bất cứ thứ gì mà làm bằng thép không rỉ nè, bằng nhôm nè, hoặc là mạ rơm đó, lấy vô xài hết bài. Rồi tiếp tục nha. Hoặc là ở nhà mình có cầu thang, khung cửa, hay là những cái chi tiết bằng kim loại, những cái vàng sống chén, hoặc là những cái gì cũng được, hay là cái ổ khóa cửa cũng được, mà nó bị, anh em thấy nó bị ố ố đó, xịt lên cái, lấy cái bàn chải chà chà. Nhớ mua cái bàn chải nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến sản phẩm thứ hai, đó là cái máy khoan này. Đây là cái máy khoan Stanley dòng 20 Fast Smart. Anh khách hàng gửi cho mình là bảo hành ha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái máy này, cái thiện trạng nó nha.
Hiện trạng nó dơ như thế này. Nói chung là máy móc anh em xài thì lúc nào nó cũng sẽ như vậy hết, khó khi nào mà nó sạch sẽ tươm lắm. Càng xài nhiều chứng tỏ là anh em đang khấu hao nó tốt. Rồi bây giờ tôi sẽ vệ sinh cái máy này cho anh em xem. Cái sản phẩm này rất là đặc biệt là nó không ăn mòn kim loại nè, không ăn mòn nhựa và cũng không ăn mòn cao su. Một số dòng sản phẩm là anh em sẽ không sử dụng được cho nhựa và cao su vì nó sẽ ăn mòn anh em ơi. Nó sẽ ăn mòn nha. Đây. Đó. Anh em chà, bản chất mình chà để làm chi? Để nó thấm sâu. Để nó thấm sâu vô cái những cái chi tiết đó, tại vì bây giờ nếu mà anh em xịt anh em lau thì nó không có đưa vô được những cái góc nhỏ của những cái chi tiết được. Đó. Đó, cái này đã dính gì đen thui luôn nè. Cái này là phải dùng một cái khác nữa. Đó, rồi anh em cứ chà đi. Cái này là anh mới làm sạch thôi, còn anh em muốn mà làm cho nó đẹp nữa thì anh em mua thêm một cái chai dưỡng cao su, rồi một cái chai dưỡng nhựa nữa. Đó, nó phải đầy đủ một cái bộ kit của nó như vậy thì anh em sẽ ra cái hiệu quả tốt nhất. Rồi, bây giờ tôi sẽ lao cho anh em xem. Làm tới đâu tôi lao tới đó nha. Đó. Bên hết cho ảnh hưởng luôn cái việc vệ sinh máy nè. Cái này bảo hành thì hãng bảo hành chứ tôi là không có bảo hành. Mình chỉ nhận hỗ trợ cho anh em thôi. Những anh em nào muốn mà bảo hành lẹ đó thì anh em cứ gửi hẳn qua bên hãng là anh em sẽ được bảo hành nhanh nhất, gửi qua trung tâm bảo hành đó. Còn anh em gửi qua bên mình thì phải đợi thời gian bên mình tổng hợp lại rồi mình mới gửi đi một lần ha. Nên là anh em nào mà muốn bảo hành nhanh thì gửi qua hãng nha. Rồi mặt sau nè. Cái này mùi nó rất là dễ chịu nha, mùi thơm. Mùi thơm nhẹ, không có mùi khó chịu, anh em yên tâm nha. Cái mùi đó là mùi thơm nhẹ và anh em hít cái này nó cũng không có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em nha. Đó. Đương nhiên thì đừng hít quá nhiều thôi, được thì anh em đeo khẩu trang thì tốt nhất. Đương nhiên nó không phải là cái thứ mà mình hít vô mình khỏe anh em. Đúng không? Mùi gì cũng vậy. Đó. Ngay cả dầu thơm mình cũng không nên hít quá nhiều nữa. Rồi bây giờ anh em sẽ xem nè. Đây, sau khi mình vệ sinh cái thân nè, anh em thấy nó mới không? Wow. Còn những cái vết này tôi chưa có xử lý được, những cái vết này là những cái vết chày ha. Những cái vết chày thì mình sẽ không có thể chà được bằng cái này được. Rồi anh em thấy cái đầu này không? Đầu này vẫn vệ sinh được luôn vì nó là kim loại. Nhưng mà những cái đầu này á, anh em muốn vệ sinh ngon là anh em dùng bàn chải gì? Bàn chải sắt nha. Đó. Anh em dùng bàn chải sắt là ok nhất. Rồi. Rồi. Anh em xịt RB7 hay là những cái chất khác chắc chắn với anh em là anh em thấy anh em tẩy ra rất là nhanh. Nhưng mà nó sẽ xét lại cũng rất là lẹ luôn nha. Khi mà nó xét lại rồi thì anh em xử lý nó còn cực hơn nữa. Đó. Rồi đây. Đó, anh em giống cái máy mới không? Rồi, đã làm thì phải làm cho tới. Anh em bỏ thời gian coi thì cũng coi cho hết. Rồi, tôi sẽ lên cho anh em vệ sinh hết. Không có tiếc ảnh mấy cái à, nói cho bà làm rồi đã. Làm càng nhiều thì anh em sẽ càng thấy thích thôi. Đó. Rồi anh em nào đang có máy móc ở nhà, lâu lâu mình muốn vệ sinh nó, giống như là mình lâu lâu mình đi spa đó, nhiều khi anh em không đi spa nhưng mà anh em rất thích làm spa cho những cái máy của anh em. Cho nó đẹp ha anh em ha. Cho nó đẹp, cho nó sạch rồi mình có cảm hứng mình làm việc. Anh em có công nhận với tôi là mỗi khi mà anh em làm việc mà cái máy mình nó mới anh lúc nào cũng có một cái cảm hứng sướng hơn không? Cái gì cũng vậy, đồ nào tôi thấy cũng vậy. Đồ mới là luôn mang đến cho mình một cái cảm hứng rất là tốt. Một cảm hứng tích cực, mới mẻ ha. Để chi? Để mình có động lực. Còn cái phương pháp hoài cổ, cũ kỹ thì nó sẽ phù hợp cho những cái không gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn như là anh em đi uống cà phê. Anh em cần cái không gian tĩnh lặng đó để thiền hay là để nghỉ ngơi thì chúng ta mới thích đồ cũ. Chứ mà đồ mà mình xài á thì mình hay thích đồ mới ha anh em ha. Còn những thứ mình ngắm á, nhiều khi là mình thích ngắm đồ cũ. Nhưng mà đa phần chúng ta thì vẫn thích đồ mới. Nói về đồ nghề thì tôi nghĩ là đồ mới thì vẫn thích hơn. Đồ cũ thì nó mang đến cho mình một cái gì? Một cái kỷ niệm. Ví dụ một cái máy khoan này nó gắn bó với mình. Kiếm tiền với mình bao lâu thì nó giống như một cái người bạn của mình vậy đó. Nếu mà anh em xem như vậy. Còn nếu mà anh em xem như là cái công cụ bình thường thôi thì bình thường. Nó tùy quan điểm của mỗi người thôi. Đó. Rồi đẹp chưa? Nè anh em xem nè. Đó, vệ sinh xong rồi nè. Đó, bóng bẫy chưa?
không có dựng ghép gì ai hết nha. Đó anh em thấy không, tôi làm sao tôi y như ai vậy luôn, ở phần trên này tôi xịt nữa nè đó. Tôi làm sao tôi làm cho anh em trên sóng luôn, không có cắt ghép gì đây hết trơn á. À, mấy cái thứ mà làm đẹp này là hai bị Photoshop lắm luôn á, đặc biệt là bán kem, bán kem mà kem kem làm trắng da đó, anh em có coi mấy cái quảng cáo đó không, cái ông đen thui luôn, xịt vào cái lao cái bóng láng luôn, thậm chí cái thẹo chà bá lửa luôn. À, mà chét rồi chi cái hỏi thẹo hết luôn, hay thiệt chứ. À, đó Photoshop hết trơn luôn, nhìn nó quá lộ liễu, một số thằng nó làm quá lộ liễu luôn, kiểu như nó làm như người ta khùng hay sao người ta nhìn nó không biết vậy trời. À, hoặc là cái thằng Photoshop quá kém. Ok, quá đẹp. Đây là cái máy màu vàng, những dòng máy màu vàng này rất là dễ bị hư, dễ bị dơ, thì anh em chỉ cần mua về anh em vệ sinh như thế này là anh em có một cái máy gương mới. Đương nhiên không thể nào là một máy cũ có thành mới được. Bây giờ chúng ta nói là màu vàng thì nó hơi vậy nha, bây giờ thử màu xanh. Thì đây là cái con máy bảo hành khác của Boss, coi đây là cái con máy khò GHG20-63 cũng khách gửi cho mình. Thì trong một trong những cái mà anh em có thể vệ sinh bản này ngon nhất là biết gì không? Đó mày cái dây sạc với tai nghe. Mấy dây tai nghe với mấy sạc, trời ơi dây màu trắng đó anh em, nhiều khi nó đen thui. Đúng không? À, thì anh em lấy cái này anh em lao, chẳng hạn như cái dây điện này của Boss nè. Dây điện nè. Đó, anh em lấy cái này anh em lao. Đó. Anh em lao như thế này. Thì khi mà anh em lao xong á, tại vì cái dây này nó có bảo dưỡng luôn nha nè, giúp bảo dưỡng cái chất này, nó giúp bảo dưỡng sợi dây của mình luôn. À, cao su như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh cái máy này. Ôi cái máy Boss này mà vệ sinh là như mới luôn. À, ví dụ bây giờ anh em thấy đang dày đúng không? Một hồi tôi vệ sinh lên là anh em thấy nó gần như là cái máy mới. Tại vì cái máy này anh xài cũng khá là kỹ, chỉ dính bụi thôi. À, dính bụi thôi, vài chi tiết chày nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó không đáng kể anh em. Nên là mình xịt cái này lên nó rất là nhanh mới luôn nha. Đó. À, đã chưa quá đã luôn. Giờ lao nè. Mua cái này về đó là bị ghiền luôn, tôi cá với ông mấy ông luôn. Mấy ông mà mua cái này về anh em lao thấy đồ mới lên là mấy anh em muốn lao hết mọi thứ luôn. À, anh em muốn lao hết mọi thứ luôn. Ở đây mình làm hai thứ mà anh em hay xài nhất là máy móc ha, tại vì mình bán đồ nghề, mình biết là anh em có cái nhu cầu này rất là cao. Thì bây giờ mình giới thiệu cho anh em cái này, cho cái nhu cầu này là quá hợp lý. Còn anh em muốn vệ sinh cái thứ khác, chẳng hạn vệ sinh bếp, bữa sau tôi sẽ làm cho anh em những video vệ sinh bếp, vệ sinh dầu mỡ ha, rất là hiệu quả luôn, đặc biệt là dầu nhớt nha anh em. Đây cái màn hình này chơi được luôn nha. Đó, cái màn em xịt vô đây nè. Đó, nhớ có cái bàn chải nha, có bàn chải mình mới đánh được mấy cái chỗ góc khó này nè. Anh này mà anh nhận cái máy này về anh tưởng đâu không phải máy của ảnh luôn á mấy anh em. À, anh tưởng là cái máy này tôi đổi cho anh máy mới á. Nhiều khi vậy luôn nha. À, khi nó trời ơi chỗ này nó đổi cho tôi cái máy khác rồi. À, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi gần giống cái máy mới rồi đó. Bây giờ tôi lau cho nó sạch nè. Đó, làm cho anh em coi anh em tin. Đó, từng chi tiết luôn, cái đồng hồ luôn, ok không? Đó, phần này nó lau cao su rất là sạch luôn, cao su sạch, nhựa cũng sạch luôn nha anh em. Cao su hay nhựa đều lau rất là sạch luôn. Rồi ok, đây cái máy của chúng ta sau khi mà làm xong đó, nó sạch như thế này nè anh em. Anh em ngâm xà bông này nọ nha, là anh em phải đợi nó khô. Với lại là ngâm xà bông là dễ bị mòn lắm, và bị ẩm máy nữa. Còn con này là không nha, đặc biệt là có mùi thơm nhẹ nữa. Đây là cái máy sau khi vệ sinh, từng chi tiết luôn nè. Đây cho anh em coi gần. Đây cái mặt đồng hồ nè, thấy không? Đó, hồi nãy dính bụi chỗ này nó bị chày nha. Đây chỗ này nó bị hơi bị chày, đây tôi xịt lên miếng nè. Đó, cái này là cao su nè, cao su nè, lên là mới luôn nè, mới cao su luôn nè. Đó, anh em thấy đã chưa? Đó, để khô lâu chút cho nó khô lên. Nhiều khi anh em nói là tại vì nó ướt, nó còn mới đó là nhìn nó cái cảm cái hiệu ứng ánh sáng nó vậy. À, tôi sẽ để nó hơi khô chút cho anh em coi nha. Đây, thì hồi nãy tôi làm cái con Senlay rồi nè, anh em lên em coi cái con Senlay nè. Đó, đã có khác gì cái bàn hồi nãy tôi cho anh em coi không? Anh em tự đánh giá ha.
Rồi, và đây là cái máy của chúng ta nè. Đẹp không? Như mới luôn ha. Như mới luôn. Rồi, vậy đó, vậy là anh em đã có thể có một cái giải pháp để anh giải quyết những vấn đề như là đồ nghề bằng kim loại như là cờ lê, mỏ lết, bị ố, bị rỉ sét nhẹ. Anh em có thể sử dụng cái dung dịch silicone này chúng ta vệ sinh. Đồ nghề bị dơ, bị bụi, bị xuống màu, bị xuống cao su, anh em có thể xịt lên để bảo dưỡng, để làm đẹp, làm mới. Ngoài ra, anh em có thể sử dụng cho hầu hết tất cả những công việc. Từ việc là anh em, ví dụ như cái kính của anh em bị dính dính keo, anh em vẫn có thể vệ sinh luôn. Nó giống như là dung dịch vệ sinh keo luôn. Rồi dính dầu ở đâu? Ở trên bếp nè. Hoặc là anh em nào làm trong ngành tiện đó, anh em hay ngâm dầu đồ nghề rất là nhiều. Mà đồ nghề dính dầu thì nhiều khi mình vệ sinh nó cực. Xịt vô, lau chùi sạch sẽ luôn. Đó, thì đây là cái giải pháp rất là rẻ luôn. Chỉ có 160.000. Mà cái chai này anh em biết cái dung tích nó tới là 750ml lận. Sản xuất tại Ý nha. Ngon lành chưa? Và nếu anh em muốn mua sản phẩm này thì anh em cứ lên trên web của mình nằm ngay trang chủ luôn. Còn không anh đánh chữ silicone. Silicone đây, anh em coi nè. Anh em gõ cái từ khóa này, super cleaner. Silicone. Đó, thì anh em sẽ ra được cái sản phẩm này. Quá ngon anh em ơi. Rồi. Nếu anh em muốn mua thì anh em có thể lên website là solamoc.vn. Còn nếu mà anh em không biết mua làm sao thì lên web thì có thể gọi điện tổng đài. Bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình luôn trong giờ làm việc. Ngoài ra anh em đến địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em nhé. Anh em thấy cái video này bổ ích thì cho mình một like. Nhớ đăng ký kênh. Để không bỏ lỡ những cái video khác cũng như là những cái chương trình livestream vô cùng hấp dẫn của mình. Cảm ơn anh em, chúc anh em luôn vui khỏe. Mình là Minh, xin chào.